Chào mừng các bạn đến với khóa học CNB cơ bản dành cho người mới của HRVN Academy. Tôi là Thành HR sẽ đồng hành cùng các bạn trong khóa học ngày hôm nay. Và bài học ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái chủ đề là cách đọc và hiểu bộ luật lao động. Và mục tiêu của bài học ngày hôm nay với chủ đề là cách đọc và hiểu bộ luật lao động thì sẽ giúp cho các bạn là newbie, những người mới sẽ biết cách làm sao đọc và nắm được bộ luật lao động một cách chính xác và nhanh chóng nhất. Thì như các bạn đã biết, để bắt đầu đúng công việc CNB cho người mới thì bạn cần phải nắm rõ và dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu kỹ, đó chính là bộ luật lao động, bao gồm các quy định, hướng dẫn hoặc là bắt buộc làm theo như là quy định về hợp đồng lao động, nè, thời gian làm việc, nè, lương thưởng, giải quyết quan hệ lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể. Tuy nhiên, từ thực tế, kinh nghiệm mình đi làm thì mình thấy là đa số các newbie, những người mới thường phạm sai lầm là chỉ đọc qua loa, không đi sâu tìm hiểu về bản chất của bộ luật lao động. Vì cá nhân mình cũng đã từng phạm sai lầm như thế. Lý do thì quá dễ hiểu, đúng không ạ? Bởi vì văn bản luật luôn có quá nhiều chữ, nên chúng ta khá là lười đọc hoặc là đọc một chút lại buồn ngủ. Lúc bắt đầu thì mình cũng từng mua một cái cuốn luật lao động về để đọc, nhưng không thể thẩm thấu nổi, nên đôi khi anh gian bằng cách là đọc lướt cho nhanh, dẫn đến việc hiểu sai hoặc là hiểu không đầy đủ nội dung. Đồng thời có nhiều bạn là không phân biệt được bộ luật lao động nào đang có hiệu lực, sẽ dẫn đến việc là các thông tin chồng chéo, nên khó khăn trong việc tìm hiểu. Vậy thì làm sao để vượt qua được rào cản này? Có bí quyết gì để có thể đọc hiểu bộ luật lao động một cách nhanh chóng và chính xác? Thì mình sẽ cùng nhau tham khảo nội dung chính của bài học cách đọc và hiểu bộ luật lao động ngày hôm nay, để mình có thể đọc và nắm bắt được nội dung của bộ luật lao động nhanh và chính xác hơn các bạn ha. Và các nội dung chính của bài học ngày hôm nay với chủ đề là cách đọc và hiểu bộ luật lao động, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu các nội dung chính. Thứ nhất là tìm hiểu về ngày ký và ngày hiệu lực của bộ luật lao động. Thứ hai, mình sẽ cùng tìm hiểu về các điều khoản điểm trong bộ luật lao động. Tiếp theo là mình sẽ tìm hiểu thế nào là văn bản luật và văn bản dưới luật. Và đầu tiên, ngày ký và ngày hiệu lực của bộ luật lao động là như thế nào? Thì để đảm bảo bạn đang đọc bộ luật lao động mới nhất, đầu tiên là bạn cần xem ngày ký và ngày có hiệu lực của bộ luật đó. Hai ngày này nó không giống nhau bạn ha. Ví dụ như bộ luật lao động mới nhất được ký ban hành vào ngày 20 tháng 11 năm 2019. Nhưng ngày có hiệu lực áp dụng và thi hành sẽ là ngày 1 tháng 1 năm 2021. Điều này có nghĩa là tại thời điểm bạn đọc bài viết này, nếu mà năm 2020 thì bộ luật lao động mới vẫn chưa có hiệu lực. Bộ luật đang có hiệu lực vào năm 2020 vẫn là bộ luật được ban hành vào ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 2013 và đến thời điểm 1 tháng 1 2021 nó sẽ được thay thế bằng bộ luật lao động ký và ban hành ngày năm 2019 các bạn nhé. Các điều khoản điểm trong bộ luật lao động là như thế nào? Thông thường khi bạn đọc và trích dẫn văn bản luật thì bạn sẽ đọc theo thứ tự điều khoản điểm, hoặc là có người thì sẽ đọc là điểm khoản điều. Cái này thì tùy theo cách đọc của mỗi người ha, không có quy định bắt buộc nào về điều này. Bạn có thể tham khảo cách trích dẫn qua một ví dụ như sau. Căn cứ vào điều 38 khoản 2 điểm A của bộ luật lao động 2012 thì người sử dụng lao động phải báo trước 45 ngày khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động đang ký hợp đồng không xác định thời hạn. Việc trích dẫn chi tiết như vậy sẽ giúp người đọc, người tiếp nhận thông tin sẽ dễ dàng tra cứu nội dung trong bộ luật lao động. Ví dụ như bạn tra cứu trên văn bản Word thì bạn có thể nhấn Ctrl F, sau đó mình sẽ tìm điều số mấy, rồi đến khoản và điểm. Còn nếu mà bạn đọc trong một cái sách hoặc một tài liệu thì bạn cũng sẽ tra cứu lần lượt như vậy. Mình tìm điều trước thì nó sẽ dễ dàng hơn ha.
Tiếp theo mình sẽ nói qua về văn bản luật và văn bản dưới luật là như thế nào. Bạn không cần nghiên cứu quá sâu để tránh bị rối, nhưng cần nắm được thông tin cơ bản như sau để có cái nhìn tổng quan về hệ thống văn bản luật nói chung và bộ luật lao động nói riêng. Bộ luật lao động được coi là văn bản luật do Quốc hội ký quyết định ban hành. Vậy thì bộ luật lao động sẽ do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành. Nghị định là các văn bản dưới luật do chính phủ ban hành nhằm bổ sung hoặc làm rõ các nội dung trong văn bản luật, chẳng hạn như là Nghị định số 05/2015/NDCB được ký vào ngày 12 tháng 1 năm 2015 nhằm làm rõ hơn một số nội dung của Bộ luật Lao động 2012 bởi chính phủ. Thông tư cũng như văn bản dưới luật do nhà nước ban hành thuộc phạm vi của một bộ ngành hoặc cơ quan ngang bộ nhằm hướng dẫn và làm rõ hơn nội dung của nghị định. Mình ví dụ như sau, thông tư số 54/2015/Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn rõ hơn về thời gian làm việc, làm thêm giờ mà nghị định số 05/2015/NDCB chưa làm rõ. Và thông tư này là sẽ do Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành ngày 16 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực ngày 10 tháng 2 năm 2016. Vậy thì có thể tóm lại dễ hiểu hơn là nghị định sẽ được ban hành để làm rõ quy định của luật và thông tư thì sẽ làm rõ hơn các quy định của nghị định. Vậy thì để không hiểu sai luật, khi bạn tra cứu thông tin thì bạn cần tìm hiểu là có văn bản dưới luật như là nghị định hay thông tư nào được ban hành kèm theo trong thời điểm mà bạn tra cứu hay không. Một số bạn không có kinh nghiệm đọc văn bản luật thì thường sẽ gặp sai lầm ở chỗ này, dẫn đến việc nắm sai hoặc không đầy đủ thông tin. Ví dụ như là bạn chỉ đọc văn bản luật mà bạn không tìm thêm các nghị định và thông tư hướng dẫn thì bạn sẽ không thể nắm đầy đủ được thông tin, dẫn đến việc là bạn sẽ xử lý sai hoặc trái các quy định của luật với người lao động và có thể dẫn đến là gây hậu quả nghiêm trọng về sau. Hy vọng qua bài học này thì bạn đã có cái nhìn tổng quan hơn về cách đọc và cách nắm bộ luật lao động một cách dễ dàng và chính xác hơn. Nếu bạn có khó khăn hay bất kỳ thắc mắc nào thì có thể để lại comment bên dưới bài viết, bài giảng ngày hôm nay. Mình rất là vui và sẵn sàng hỗ trợ các bạn trong điều kiện và kiến thức cho phép. Và tiếp theo, mình sẽ ôn tập lại những nội dung chính trong bài học ngày hôm nay. Trong bài học ngày hôm nay, mình đã cùng nhau tìm hiểu những nội dung. Thứ nhất là ngày ký và ngày hiệu lực của Bộ luật Lao động. Thứ hai là các điều khoản điểm trong Bộ luật Lao động. Thứ ba là văn bản luật và văn bản dưới luật là như thế nào. Thì trong nội dung bài học cách đọc và hiểu Bộ luật Lao động, hy vọng là bạn đã có một cái cách đọc và học cũng như là nắm thông tin của Bộ luật Lao động một cách dễ dàng, logic và chính xác hơn. Mình chuyển qua phần thực hành bài học. Thì trong bài học này, bạn hãy dùng bút highlight để đánh dấu lại các mục quan trọng mà bạn cần nắm trong Bộ luật Lao động để mình chú trọng hơn những nội dung chính. Sau khi đã nắm được những nội dung chính rồi thì bạn hãy đọc kỹ những nội dung liên quan để mình có cái nhìn đầy đủ hơn về Bộ luật Lao động các bạn ha. Và cuối cùng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình cũng như là nhận những bài học mới nhất từ HRVN Academy. Tôi là Thành HR đến từ HRVN Academy, khóa học nhân sự dành cho người mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.